Dạ anh Phi chào các bạn. Sáng nay coi lại cái phần tiêu đề thì anh Phi biết là ngày hôm qua anh Phi nhầm từ sáng sớm, là chiều hôm qua là anh Phi chào sáng thứ ba, đúng ra anh Phi phải chào sáng đầu tuần, cho nên hôm nay vẫn là chào sáng thứ ba. Còn ngày hôm qua anh Phi dự định làm là chào buổi tối thứ ba, nhưng mà anh Phi lại không có đổi. Nói chung là cái công tác live của anh Phi hiện nay nó gặp nhiều cái gọi là cái lủng củng quá. Thôi thì chúng ta cố gắng tiếp tục và chúng ta tập luyện ha. Thực sự ra mà nói thì TikTok cũng đang khuyến cáo anh Phi là đang muốn anh Phi làm một cái live mà live chung với một cái bạn nào đó. Nhưng mà hiện nay á, để mà live chung á, thì nó khó lắm. Thứ nhất là các bạn được các bạn mà bị anh Phi mời á, thì các bạn chưa có chuẩn bị tinh thần, nhiều khi á, là quần áo không có tươm tất. Cái thứ hai, cái đó phải hẹn live chung mới được nha các bạn nhé. Cái đó thì anh Phi sẽ làm sao. Còn bây giờ thì cái chai này chai của chị Thư mà, chai cà phê sữa đá mà. Anh Phi thì cần một miếng nước, nhưng mà thôi anh Phi làm xong cái này cái đã. Sáng nay thì có một vài đơn, nhưng thực tế anh Phi đã làm ngày hôm qua rồi. Thông thường thì những cái đơn mà các bạn đặt buổi tối thì anh Phi sáng hôm sau anh Phi mới làm. Bơm hả con? Rồi cô Thư ơi, bơm với anh giùm băng khác cô Thư. Rồi ha, có một cái đơn nó đơn giản như thế này, là một cái đơn là một cái xe điều khiển từ xa. Mấy ngày nay thì các bạn mua xe điều khiển từ xa cũng hơi bị nhiều. Cho nên đó là anh Phi sáng nay sẽ chọn cái đơn điều khiển từ xa này để làm như là một cái đơn mẫu ở cửa hàng Abon. Thông thường thì điều khiển từ xa anh Phi sẽ làm gì với điều khiển từ xa? Tháo ra nè, test nè, rồi kiểm tra chạy tới chạy lui nè, rồi đóng hàng nè. Đó là những cái câu chuyện mà anh Phi làm được với điều khiển từ xa. Nhưng trước hết thì anh Phi sẽ đóng cái này cái đã, để cho cái bàn làm việc của chúng ta nó đơn giản hơn. Và tất nhiên là ngày hôm nay anh Phi cũng sẽ có những quà tặng cho những bạn đặt Yoyo hoặc là đặt hàng ở trên trang TikTok của mình. Đặt Yoyo hoặc là đặt TikTok thì nó cũng dễ thôi các bạn. Các bạn chỉ cần đặt Yoyo thôi, giá trị nó tầm khoảng 99k là giá gốc đó nha. Còn anh Phi không nói tới cái giá mà TikTok đang hỗ trợ cho các bạn. Thì anh Phi sẽ gửi tặng thêm một con mô hình nha. Con mô hình là con nào thì anh Phi muốn dành cái sự bất ngờ cho các bạn. Và anh Phi cũng không chú trọng vào cái câu chuyện là cái con nó phải độc lạ hay là cái con nó phải mắc tiền, mà anh Phi đó chú trọng vào cái câu chuyện là vui là chính. Cho nên anh Phi sẽ không công bố nhiều cái con đó là con gì như thế nào, thì anh Phi sẽ cho bất ngờ vào một cái phần quà cho những bạn kết đơn. Nhưng mà anh Phi sẽ không nói nhiều về câu chuyện bán hàng ở đầu live, mà anh Phi sẽ đang làm cái đơn cho các bạn xem nhé. Buổi sáng live thì thông thường thì các bạn các mắt đọc nó không có cao bằng buổi tối đâu các bạn. Anh Phi biết là các bạn buổi tối các bạn sẽ xem rất là nhiều, nhưng mà buổi tối thường anh Phi dành thời gian để đăng hàng, để chỉnh thông tin, cho nên anh Phi cũng chỉ có thể là làm những cái đơn ở đầu giờ thôi, khoảng tầm từ 6 giờ 5 giờ mấy á, qua tới 6 giờ á anh Phi làm. Ngày hôm qua tưởng thứ ba được đi đánh cầu lông, cuối cùng không phải các bạn, hôm qua thứ hai, tối nay mới đi đánh nè. Cho nên chiều nay nếu có like anh Phi sẽ like sớm nha. Để tầm khoảng 6 giờ rưỡi thì chị Thư với bạn Nam sẽ qua tới cửa hàng Abo. Rồi sau đó anh Phi ăn một miếng lót dạ cái rồi anh Phi sẽ đi tập thể dục. Đúng ra khi tập thể dục thì các bạn không nên ăn đâu. Các bạn không nên ăn, nhưng mà về tối ăn tối quá không tốt. Cho nên đó là anh Phi sẽ chọn cái câu chuyện là ăn một ít, rồi sau đó đi tập xong mà về mới ăn một ít nữa ha. Anh Phi sẽ chẻ nhỏ cái bữa ăn của anh Phi ra. Rồi đây các bạn, nó đơn giản là vậy, cho vô thôi. Một hộp dây, vỉ dây cũng là như vậy mà, 3-4 vỉ dây cũng là như vậy. Cho nên khi các bạn đặt qua sàn, mà đặt những cái món nhỏ này mà đặt qua sàn mà đặt nhiều á, cái phí vận chuyển nó sẽ phí lắm. Thông thường thì các bạn sẽ đặt trực tiếp nó sẽ hay hơn. Còn các bạn hỏi anh Phi đặt trực tiếp làm sao thì anh Phi không có điều hướng cái dòng like được. Cho nên đó là cái đó là TikTok họ quy định rất là rõ, cho nên anh Phi sẽ không có đưa thông tin. Các bạn có thể tham khảo thông tin thêm của anh Phi trên cái phần gọi là gì, cái thông tin của tài khoản TikTok của anh Phi nha. Trên đó nó có số điện thoại hay địa chỉ gì đó, các bạn tham khảo thêm để các bạn tìm ra xem có anh Phi là ai trên mạng nha. Các bạn có thể gõ đồ chơi Abo trên GG cũng được, hoặc là gõ yêu đồ chơi trẻ em cũng ra. Anh Phi thì muốn qua đâu thì giao dịch qua đó thôi, nhưng mà anh Phi không muốn đá ra ngoài. Nhưng mà có những cái nhu cầu á các bạn, có những cái nhu cầu họ cần nhanh hơn là hỏa tốc nha. Họ cần nhanh hơn hỏa tốc, tại vì hỏa tốc của các cái nhà, các cái sàn thương mại điện tử hiện nay á, thông thường là từ 2 cho tới 4 tiếng. Nhưng mà nó còn một cái gói hỏa tốc nhanh hơn nữa cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh,
đối với các cái shop bán hàng đó chính là Hỏa Tốc qua Grab hoặc là qua Ahamu chẳng hạn. Vậy đó, cái câu chuyện nó sẽ nhanh hơn nha các bạn, nó có gói 60 phút nữa đó, từ khi các bạn đặt hàng ha cho tới khi các bạn nhận hàng có khả năng khoảng 60 phút cộng trừ cái thời gian test hàng. Ở shop khác thì họ bỏ vô bịch họ giao đi liền, nhưng mà với anh bên anh Phi thì phải test hàng nữa, cho nên nó sẽ có một cái thời gian nó gọi là cộng trừ nha, nó thời gian cộng trừ. Thông thường thì anh Phi sẽ xin khách khoảng tầm 10 phút để test hàng đó, để cho nó dư dư một chút xíu, cho nên cái thời gian nhận hàng có khả năng là trong khoảng tầm 70 phút, nhưng mà hoặc sớm hơn thì có những cái địa chỉ khoảng tầm 20 phút là họ đi tới rồi. Nhưng mà anh Phi lại không dám hứa trực tiếp và cụ thể như vậy, bởi vì cái lịch họ đi là họ hẹn mình 60, thì họ có bất kỳ một cái rút rắc nào đó thì cũng trong vòng 60 phút họ sẽ giao, trong vòng nha các bạn, trong vòng nha, chứ họ không giao chính xác 60 phút đâu. Giống như ngày hôm nay có một bạn muốn đặt con thần hổ cấp 5 Brazilian 6, bạn nói là giao lúc 6 giờ cũng được. Anh Phi nghe những cái lời thời gian này anh Phi rất là ngại nha đó. Chẳng hạn như bạn giao cho mình từ 4 giờ tới 6 giờ thì ok. Chẳng hạn như khi các bạn đặt đơn rồi thì anh Phi chờ tới khoảng tầm 3 giờ anh Phi xác nhận, thì 4 giờ họ nhận hàng họ đi giao, thì từ 4 cho tới 6 giờ thì ok. Còn nếu các bạn gọi là đúng chính xác 6 giờ hoặc đúng chính xác 7 giờ thì nó rất là khó để xác nhận những đơn hàng cái kiểu đó, nhất là xác nhận qua sàn. Nhất là xác nhận qua sàn, độ co giãn của sàn nó rất là cao nha các bạn nhé. Nó không phải như là các bạn đặt hàng trực tiếp đâu. Rồi, tới đây thì anh Phi xong cái đơn của dây, vỉ dây rồi các bạn. Mấy ngày hôm nay các bạn chơi yo-yo có vẻ là cũng bị thiếu dây, đặt dây cũng khá khá. Cưng lần 10 giây vậy đó các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ test tiếp cái chiếc xe điều khiển từ xa này. À, mấy ngày nay thì các bạn, anh Phi thấy các bạn quan tâm xe điều khiển từ xa qua TikTok cũng nhiều. Chắc có thể là anh Phi sẽ dành một cái khoảng thời gian nào đó để đăng thêm những cái sản phẩm là xe lên trên này. Nhưng mà xe điều khiển từ xa thì thú thật với các bạn nó vô chừng lắm các bạn. Nó rộng, nó rộng dữ lắm luôn á. À, cái mảng hàng xe điều khiển từ xa thực tế nó không đơn giản như 3-4 chữ xe điều khiển từ xa các bạn thấy đâu. Ở trên trang web anh Phi phân nó ra thành 10 loại. 10 loại xe điều khiển từ xa. Xe điều khiển nói chung, rồi xe điều khiển công trình, xe điều khiển cứu hỏa, xe điều khiển nhào lộn, xe điều khiển mở cửa, xe điều khiển tăng, rồi xe điều khiển gì đó nữa, phun xương, bánh ngang, rồi lường cao, đủ hết trơn á. Cho nên khi các bạn nói về xe điều khiển các bạn sẽ phải định hình, còn nếu chung chung thì nên, các bạn nên, bên anh có địa chỉ trang web thôi, em vô em tham khảo cho nó nhanh. Đó, các bạn tham khảo xong rồi các bạn hãy đưa ra những cái nhu cầu nó chi tiết và nó cụ thể hơn. Giống như trong trường hợp này, sau khi tham khảo xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì bạn đưa ra một cái nhu cầu chính xác với một loại xe thì anh Phi sẽ dễ dàng tư vấn hơn cho các bạn. Xe thì nó có rất là nhiều loại, chẳng hạn như xe điều khiển từ xa. Xe điều khiển từ xa là xe tăng, nó cũng nằm trong xe điều khiển từ xa. Hay là xe điều khiển từ xa là xe công trình, xe bồn, xe ben, xe cứu hỏa, nó cũng là xe điều khiển từ xa. Cho nên đôi khi các bạn cứ đưa ra một cái nhu cầu chung chung như vậy, không biết đường đâu mà tư vấn hết các bạn. Còn tư vấn mà chung chung là tới sáng luôn còn chưa xong nữa đó nha. Từ tối muộn mà tới sáng vẫn chưa xong. Cho nên chúng ta sẽ chọn một cái phương án là rõ ràng và cụ thể. Với lại cái nữa anh Phi cũng nhắc các bạn, trên các phương tiện mạng các bạn muốn cái gì các bạn cứ nói rõ. Chẳng hạn như anh ơi em muốn cái này, anh ơi em muốn cái kia. Các bạn đừng có anh ơi xong rồi các bạn bỏ chạy mất tiêu, xong rồi người ta không có ở đó, cái hồi người ta quay lại người ta hỏi gì vậy em, cái người ta lại xuống người ta làm công chuyện gì đó, cái em lên cái cuộc chat đó 5 ngày chưa có xong nữa. Các bạn muốn nhu cầu gì các bạn cứ nói rõ. Chẳng hạn như anh ơi có xe điều khiển từ xa tầm khoảng bao nhiêu hay không, hoặc là xe điều khiển từ xa mở cửa, hoặc xe điều khiển từ xa on road off road gì đó. Off road là xe lường cao nha các bạn. Rồi xe điều khiển từ xa bánh cà na chạy ngang, xe điều khiển từ xa phun xương được hay không, nhào lộn được hay không, các bạn đưa ra một nhu cầu cụ thể. Còn nếu không thì anh ơi có địa chỉ trang web không cho em tham khảo ha, câu chuyện vậy. Nhưng mà qua bên TikTok thì các bạn đừng hỏi địa chỉ trang web, anh Phi không trả lời đâu nha. Anh Phi nói thẳng là anh Phi không trả lời, bởi vì khi anh Phi trả lời là điều hướng ha, điều hướng gọi là các bạn đang ở trên TikTok, nếu anh Phi trả lời một cái thông tin nào đó liên quan tới cái khác điều ra các bạn ra khỏi TikTok thì họ không đồng ý nha, họ không đồng ý câu chuyện đó và họ yêu cầu mình không được phép. Và khi chúng ta bị sai á, là họ sẽ phạt rất là nặng. Mà cái cách phạt tốt nhất của bên
TikTok là họ thông thường thì họ sẽ làm gì các bạn biết không? Họ cắt like hoặc là họ khóa tài khoản luôn. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ nói sơ về chiếc xe này. Chiếc xe này sẽ dùng pin sạc 4.8V. Nếu trong tình huống mà bất đắc dĩ, các bạn có thể gắn viên pin 3.7 vào vẫn xài được. Nhưng mà cáp của 4.8 và cáp 3.7 nó riêng nhau, nó không giống nha. Rồi, tiếp tục, chiếc xe này dài tổng thể là 28cm, bề ngang anh Phi không đo, chiều cao anh Phi không đo. Bởi vì nó đi mô hình với nhau cho nên biết nó 28 dài là được nha. 28 dài là ổn, không cần phải ngang cao. Ngang cao về các bạn đo giúp anh Phi. Ở đây nó sẽ mở được hai cái cửa này và mở cái đuôi chung luôn. Cái cửa mở là đuôi mở nha. Cửa mở là đuôi mở. Và nó sẽ được gài với nhau bằng những cái ngàm. Và khi chơi những cái dòng xe này, các bạn không dùng tay để đè, hoặc là những cái chiếc xe biến hình, hoặc là bằng điều khiển, hoặc bằng pin cũng vậy, cứ nó hoạt động bằng cơ để nó đẩy lên đẩy xuống thì không đè nó nha, không đè nó, dùng cơ để xử lý nha, dùng cái tay điều khiển để xử lý. Còn nếu là đồ chơi pin thì để cái hành trình nó chạy như vậy, đừng đè nó. Có nhiều bạn vui lắm, về cái con khủng long đang đi vậy là đang vào đầu, đang vào cánh là đem đè xong gãy cái bụp, đem lên nó liệt mất tiêu rồi, hỏi đâu có gãy đâu, thấy gãy nó gãy ở trong á, gãy ở trong này nè nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ lật nó lên. Thông thường thì pin và công tắc nó sẽ nằm ở phía dưới thông thường thôi nha. Nhưng nó có những cái mã sản phẩm. Đó, anh Phi lấy nó ra ngoài để anh Phi mở cái hộp pin nha. Nó có con ốc ở chỗ này. Đó, thông thường thì nó sẽ là nằm phần dưới. Nhưng có những cái nó nằm ngang thông, hoặc là nằm ở trên, hoặc là hộp pin nằm ở dưới, công tắc nằm ở đuôi nha. Các bạn cứ mò tìm là các bạn sẽ thấy thôi. Thường nó sẽ có công tắc. Mà anh này làm thông minh nè, anh làm màu đỏ nè. Có những lúc, những đợt hàng về nó màu đen, đi tìm thấy bà luôn á. Hoặc là có những cái công tắc nó nằm ở lườn dưới, hoặc là có những cái viên pin nó các bạn gài ngàm vô, chứ không phải là nó như thế này nha. Có những cái chiếc xe công trình mà biến hình là cái viên pin nó làm rời luôn, làm đẹp lắm, nó gài ngàm vô chứ nó không phải như vậy. Rồi, trước hết để gắn pin vô thì anh Phi cần test cái viên pin này xem cho nó chạy ngon hay không cái đã. Rồi anh Phi gắn vô, nếu không gắn vô hồi hết pin lại phải lấy ra. Test thì anh Phi sẽ dùng hai cái motor xe tay đua ngân hà. Cái này vừa để test mà vừa để xả pin luôn. Tại motor xe ngân hà nó hút pin rất là nhanh, cho nên anh Phi sẽ dùng để xả pin của những viên này để anh Phi sạc lại nha. Ok, nè, nó quay ngon lành. Rồi, anh Phi chỉ cần vậy thôi, anh Phi không cần máy đo đâu nha. Máy đo bật rồi bấm rồi đo mệt lắm. Chúng ta chỉ cần cảm nhận cái độ quay của xe ngân hà là xong. Chúng ta mở on lên nè. Nè, chúng ta tới nè. Thấy không? Chúng ta lui nè. À, quay được nè, bẻ trái nè. Để kiểm tra pin nó thường người ta bẻ trái bẻ phải là người ta sẽ kiểm tra được cái pin của nó nha. Đây các bạn ha, trái nè, ha, trái phải nè, trái nè, phải nè. Ok ha. Rồi bây giờ thì anh Phi bỏ nó vô và bắt đầu thử test đó nha. Thường cái hộp pin nó sẽ như thế này và các bạn cần bỏ gọn xuống. Nếu các bạn bỏ không gọn xuống nó gù cái dây lên là rất là khó cho các bạn nhé. Rất là khó cho các bạn để các bạn gài cái hộp pin lại cho nó ngon lành. Đó nè, thấy không? Chúng ta sẽ phải bỏ như thế nào đó cho hợp lý. Và thông thường thì ở đây anh Phi sẽ nhét cái cục đen này nó xuống đây nè. Nhét cái cục đen này nó xuống đây. Xong sau đó anh Phi quay cái đầu pin lại ha. Cái dây nó nằm ở bên này à, dây nó nằm ở bên này hoặc là bên này ha. Ha. Rồi cái cách nó sẽ là vậy. Các bạn làm một chút xíu là các bạn sẽ quen tay thôi à. Anh Phi cũng vậy. Đôi khi có những cái hộp pin nó làm khó anh Phi đó. Tại vì cái hộp pin nó đặc biệt, nó lạ lắm, chứ nó không phải như người ta. Nó làm gọn lắm các bạn. Cho nên chỗ này anh Phi thích những cái viên 27, 3.7 hơn là 4.8. Nhưng mà xe thì khi nó sản xuất thì tùy nó về cái pin nào thì mình gắn pin đó cho khách thôi nha. Như vậy pin nào thì mình gắn pin đó cho khách. Rồi mở on lên rồi. Thì ở đây trước hết anh Phi sẽ test nút. Nút này là cái nút đóng mở cửa nè ha. Đóng cửa nè, mở cửa nè ha. Này tới nè, lùi nè, tới nè ha. Rồi à, cái cách nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé. Rồi à, tới nè, tới ha, lùi. Tại vì cái xe của anh Phi nó hơi nghiêng, các bạn hơi nghiêng qua từ trái nè, không từ phải nè, được chưa? Tới đây thì cũng là xong rồi đó các bạn, nó cũng không có gì khác ngoài cái câu chuyện đóng hàng hết. Rồi cái buổi live ngày hôm nay thì anh Phi dự định làm nhanh nó như vậy, tại vì phía sau lưng anh Phi còn nhiều việc quá, cho nên đó là nó sẽ rất là khó để anh Phi tiếp tục cái câu chuyện của ngày hôm nay theo cái hướng này. Đó, ngày hôm nay thì anh Phi làm như vậy tại vì anh Phi không chọn vô. Anh chọn cái con xe này bởi vì xe điều khiển từ xa anh Phi sẽ tập trung trong giai đoạn tới để mà anh Phi đăng trên TikTok. Nếu các bạn cảm thấy ủng hộ thì các bạn comment cho anh Phi để anh Phi dành thời gian để anh Phi đăng ha. Còn sáng nay thì chúng ta làm nhanh như vậy, chúng ta sẽ tập trung cho buổi chiều nhiều hơn nha các bạn nhé. Buổi chiều thì sẽ nhiều hơn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn.
nhanh gọn lẹ, anh Phi sẽ làm cái thùng hàng, dán cái giấy vận chuyển lên là xong. Còn anh Phi sẽ dồn sức cho chiều nay ha, tầm 5:30 là anh Phi bắt đầu làm nha, cho tới khoảng sau rồi anh Phi sẽ ngừng. Rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.